chờ đây. Đây nha, đây đây. Mọi vố là thạch nha luôn. Ê này. Đó. Ừ. Đây là sao đây? Tao tao đi đi. Ê, làm đi nhờ. Ơ, quế. Ừ. Ok. Quế hả? Mẹ nên chăng. Nhưng mà nhà em đưa quế ra. Thôi đi, tao tao có một quế đi, tao có một quế đi, tí nữa. Mẹ nữa đi. Dư dư tao đi. Em định là một căn hộ ở dưới đây nè. Ừ. Ủa vậy thì đó. Chị thấy chị mà bị lọt vô một cái hố á. Là ừ. Đến nhà em á. Ừ. Nhưng mà nhà tao mà. Ừ. Em bảo là anh nên làm phòng cho em. Ơ ừ. Sao coi lại căn phòng của chị nhỉ. Ê, vậy thì làm sao. Ơ chỗ này cũng có thể lên mái mà. Chặn cái chỗ này đi. Và cái chỗ này. Sao nghĩ ông ra tên vô máu. Ok. Dư con hết mưa rồi, không có vô là to luôn. Tao có 14 vô thôi. Hả? Là cái cây gì này. Em bị gần tao luôn á. Hẹo luôn. Thì gần cho nhanh. Đặt bơi lọc lên mòn nữa. Hiểu không? Đặt bơi lắm. Cái quần gì vậy? Tao tao ở trên này. Không quá đâu. Ê nhưng mà tao chơi khi mỗi tuổi kêu tao nha. Tao tao đang ở trên cây, tao này bị cảm. Tao ở trên cây để đập. Tối chứ? Tối rồi. Ừ. Úc, chết mẹ. Xuống 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 xuống. Nhanh, chạy về. Ở nhà mình đâu? À, đây. Nhanh, nhanh, nhanh. Lên, lên. Lên để tao bị lại này. Khoan, chưa hết đâu. Sư tử nhảy được 2 ô nè. Anh nói chưa? Ừ. Cái nhà để em làm cái máy. Ừ. Khoan, khoảng chừng 2 giờ. Làm lửa đi. Địt mà, chạy đi con. Cái nhà hả? Chạy coi. Cái cây mà bị đà nổi luôn. Chạy luôn nè. Thật á? Đó nè, thấy chưa? Ừ. Oh no. Chặn đi. Nhanh lên. Lên giúp tao. À. Rồi, ok, được. Huồng ngày thích cả chiến bại. Ủa hiểu làm lửa đi. Thôi để tháo lửa đi về. Ừ.
lan lớn, căn nhà ấy cháy á. Ê, cái căn nhà nữa sang chừng luôn này. Tự nhiên tao lên trên tư, tự nhiên tao dẫn cái cây đắng trèo 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 thật đó. Đợi tao thay rửa, tao sờ quá kiên tao nói ê yêu ơi, cậu phải đi trai. Ê, ê, em cho thêm 40 với 28 lóc gỗ nữa. Tao sợ ơi. Nè, 28 lóc gỗ. Còn 40 lóc gỗ cho em giữ nhá. Ê khoan. Ê khoan, khoảng chừng 2 giây. Cút để tao bỏ lửa mất ra cung. Ơ, bên đây cũng là chỗ lên trên mái mà. Thôi chẳng cái chỗ đấy lại đi. Đi cho lừa mà. Đâu, đâu đấy. Ơ, hiểu. Hiểu. Đi. Tao lên trên mái, tao thấy mì đây đi. Ê, em xuống cái lóc gỗ. Ơ, cái lóc lá gỗ, dùng tặng lóc gỗ đi. Ê, không được. Không được đâu. Đi tối quá. Tôi này cái nhà cái cây bên kia nó sáng chằn chằn. Chằn chằn. Quê xin rồi rơi bỏ mặt. Ê chú bật lửa mà tao tưởng là mắt chơi lấy nữa nữa. Hiểu. Thật đó. Thật. Tại vì chạy nữa. Chị có thể là mặt trời bay lên rồi. Ôi dạ. Đi về nhà. Đi xuống nhà. Ê xem thế đoạn này không có lửa vậy ta. Đâu? Đoạn cái nhà thứ hai ấy. Thôi chắc cứ để vậy đi, đừng dùng nhiều lửa. Cái nhà đây là tối om nhất nè. Anh thấy, chị có thấy tối om không? Không. Em thấy có. Đâu? Vi đang ở dùng cái cây chạy á. Ừ. Khi nào tao cũng người đỡ tao có thể chạy lắm muốn à, đỡ lắm muốn đấy. Ờ tối không thật cùng tụi thật. Ơ nhưng khi nào tao người đỡ mà tao có thể mi muốn lúc đấy thầy... em chưa sang đây nghe chưa. Vậy cứ trái cờ ở trong đây nữa nó bay nè. Đúng thật. Bay ơi. Ê ở trên đây hay chặt lá đi. Để là ngâm cảnh vậy thôi. Đúng rồi đấy. Khoan. Nhà gì mà bị thủng quá. Nhà bị thủng. Không. Thế chứ. Cái cây này không đẹp lắm, cắt đầu mòi luôn. Quê. Nhà to. Khi đâu nhà nhỏ như điện nhà to nữa. Thế đây. Em ở trong căn nhà lúc này. Xin lỗi dồn. Chết mẹ em luôn. Toàn. Anh đứng cái nịt. Ui ạ.
thấy á, nhảy lên. Ê, lừa. Chứ con này mất rồi. Cái này mày bật mà. Đúng không? Không. Ơ, tao có bật đúng không? Tao nhớ tao có bật đúng không? Lên được rồi. Xuống đi. Lên đi. Cứu tao. Trời ơi, yeah. Lên được rồi. Trời mưa. Oh my. Cái á. Đốt quần áo luôn nha. Trời ơi, mi hết lửa luôn. Chết rồi. Cái lửa giỏi á. Nó đang đây kìa. Ui, 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 lừa rồi. Ôi, mày. Ê, mấy cái lửa này thông minh thế nhở. Ui, sao mình làm thế? Yeah, ui. Sao mình lại trú ẩn? Ê, sẽ sao mình lại trú để... chú mua. Anh sẽ ra một bên khác để chú mưa nha. Hello. Big Man đồ mô đập thùng khi sao nha được. Hiểu. Nó mới đập thùng khi sao nha luôn được. Đâu? Vây. Ôi. Để nào được lửa vây. Chị không thấy tiền này hả? Đừng! Đừng đập cái chỗ đấy là được. Quà. Quà nhà phòng tạo đấy. Đâu? Nó là em của nhà phòng của em ở đây nè. Con gì to này. Xây cái nhà thôi mà bây giờ thành mấy chục cái căn nhà luôn. Đúng không?